cách đá lưới còn 20 cây. Trên cái đỉnh đèo Ba Ke Ba Cô gì đó, nó mưa một cái thì thôi luôn, không kịp lấy áo mưa quý vị. Mưa trên những đỉnh đèo luôn luôn bất ngờ và mưa lớn. Hôm nay cái đoạn này từ đây vô tới Bình Phước tôi đi hết rồi, nên hôm nay tôi không đi tiếp cái quốc lộ 14 này nữa. Tôi định vị đi xuống đồng bằng, nếu hứng chí thì đi đảo Lý Sơn chơi luôn. Đi vùng núi nhiều rồi, bây giờ mình quay về đồng bằng. Lúc đi ra từ Công Tâm đổ xuống Quảng Ngãi, lúc đi về từ A Lưới đổ xuống thành phố Quảng Ngãi. Khu này là khu trung tâm thị trấn A Lưới. Cách đây một năm tôi cũng ghé đây tôi ngủ. Nói chung là có duyên với cái thị trấn A Lưới này. Đi xuống thành phố Huế rất gần nha quý vị, có 69 cây thôi. Nếu như tôi không tiếp tục cuộc hành trình thì hai ngày nữa là tôi về tới Bình Phước. Tại ngày hôm nay tôi chạy một lèo là tới Công Tâm, trên 400 cây một tí. Ngày mai từ Công Tâm tôi về nhà 460 cây. Đi đường này rất khỏe, không như đi 400 km ở đường Tây Bắc. 400 km ở đường Tây Bắc đi một ngày là ê ẩm nha quý vị. Tôi đi là tôi nghỉ rất là nhiều đó, cứ tôi mệt là tôi nghỉ đó. Như hôm qua dự định là đi từ ngay cái cầu Đắk Rông á tới thị trấn A Lưới cả 2 tiếng đồng hồ, tại vì nó có 91 cây thôi, đường cũng quanh co, nhưng không ngờ nó dớt luôn 3 tiếng luôn quý vị. Lý do là mưa, mà mưa là tôi đi không được, tôi đi rè ra lắm. Rồi nó mưa ở trên cái đỉnh đèo đó chỉ còn cách nó 20 cây thôi. 20 cây thôi mà chỗ đỉnh đèo đó nó quất của tôi 45 phút, phải lấy áo mưa ra mặc vô. Ô, sẽ chạy từ đủ trò, nắng cũng dữ dằn mà mưa cũng dữ dằn. Mưa nó ập xuống một cái là cảm trong người liền. Vô khách sạn bật máy lạnh 17 độ, quạt gió ù ù, mà tới giờ cái bao tay nó vẫn chưa khô đâu quý vị, giày vẫn chưa khô. Không sao, đi nắng này tí, nắng này tí là ảnh khô liền à, chạy tí lên khô à. Gió hết cái thị trấn A Lưới, tôi cài cái nón bảo hiểm lại coi, đi cho nó chắc cú. Biết rồi, biết rồi bà ơi. 14 hoài chỉ mỹ bạn. Đây này quý vị, thành phố Huế 63 cây. Đó quẹt đó, thành phố Huế đó 63 cây, đi đây đi hướng Rau. Quẹt trái là thành phố Huế. Quẹo bên trái đi xuống thành phố Huế 69 cây. Ai thích Huế thì vừa ra khỏi thị trấn A Lưới đi từ Bắc vô, quẹo trái. Còn ai muốn đi xuống thành phố Huế từ hướng Nam vô thì vừa giáp thị trấn A Lưới, quẹo phải. Quay trọc những cụm rừng bị tàn phá để thay vào đó là trồng nương rẫy, cây cối ăn trái. Như vậy là ngay cái chỗ thị trấn A Lưới á quý vị, không có một con đường nào để đi xuống Quảng Ngãi nha quý vị. Chị Google Maps chỉ tầm 7 đó, chị chỉ đó là chị chỉ những cái đường mà gọi là băng đồng rọi suối đi rối thêm nữa. Tại vì tôi chạy đến đây rồi, tức là đến đây là đến còn vài cái số nữa là tới cái hầm A Ròn rồi, nó thuộc
Trường Sơn Tây. Khoảng từ đó tới đây cỡ gần 50 cây rồi. Mà sáng giờ tôi đi 1 tiếng đồng hồ, đứng nghỉ ngay cái chỗ mà tôi quay cái vậy mà rừng đồi trặc nó bị phá đó, hết 10 phút. Mấy lần mấy hôm đi sớm, mà hôm dính mưa trên cái đèo ba ke bu ke đó, nó quải từ 8:30 mới đi, giờ 9:27. Mỗi năm một khác nha quý vị. Năm ngoái tôi đi là cái chỗ đó vẫn còn rừng. Bây giờ đi cái cung đường này nè, cái cung đường mà từ A Lưới vô tới Quảng Nam, tôi cho là cung đường đẹp nhất Trường Sơn Tây. Sau một năm đi, mỗi năm mỗi khác nha quý vị. Người đông hơn, nhà cửa đông hơn, nắng hơn, có nghĩa là rừng bị phá nhiều hơn. Con đường này có những cái gờ giảm tốc, có nghĩa là người ta đi di chuyển đây rất là nhiều. Đây tới hầm A Ròn khoảng còn cả chừng 3 cây nữa là tới cái hầm A Ròn. Đây này, khu này là theo tôi là còn rừng nhiều nhất và đẹp nhất Trường Sơn Tây. Như vậy có khả năng đi vô tới trong Quảng Nam mới có đường rẽ xuống quốc lộ 1 để tôi đi hướng về Quảng Ngãi. Còn nếu mà sáng muốn đi quốc lộ 1 thì ngay đầu thị trấn A Lưới, tính từ Nam ra Bắc, quẹo phải xuống 69 cây là tới. Cái khúc này nó đẹp, rừng nó chưa tàn phá vì nó quá hiểm trở. Quý vị nhìn thấy người ta làm cái con hầm là quý vị biết rồi, là nó hiểm trở. Nhưng mà tôi nói quý vị, họ chưa cần hoặc chưa được phép thôi, hoặc chưa dám thôi. Cái hiểm trở cỡ nào mà họ thích, họ cần, họ quất hết á, rừng họ làm được hết á, rừng họ phá được hết á. Tôi đi nhiều tôi biết, có những mảng rừng nhìn thấy ghê lắm, cách nào lên được vậy mà họ vẫn ủi những con đường dựng đứng để họ lên. Như vậy là tôi có duyên đi lần hai cái đường Hồ Chí Minh này, cái đoạn Trường Sơn Tây từ cầu Đắk Cà Rông vô ít nhất là cũng tới đây rồi. Còn tới đâu để quẹo xuống quốc lộ 1 thì tôi không biết. Tôi nghĩ chỗ A Tép nó có cái đường quẹo xuống Quảng Ngãi đại loại vậy, mà tôi sợ Google tôi cũng thấy nó chỉ vậy, mà chạy một hồi nó chỉ tùm lum á, chỉ vô những cái đường nhỏ mình đâu có đi được cái gì. Vô đó đâu biết săn cộ như thế nào. Thế thôi, đẩy luôn cái đường Hồ Chí Minh này. Đường A Tép vô Quảng Nam đây, đẹp nhất luôn. A Lưới chứ quý vị, chưa tới A Tép đâu. Khu này là khu A Ròn. Có chỗ ở dưới thì đề chỉ xã A Hoàng, mà cái hầm thì đề A Ròn. Ở đây tùm lum hết rồi. Trong tương lai 5-10 năm nữa chắc họ biến thành Việt ngữ luôn, thành A Hoàng à. Thường là vậy đó. Có những cái tên họ khoái đổi đó, họ tưởng đúng đẹp nhưng mà thực ra mỗi một cái tên gắn liền với bản chất văn hóa của cái địa phương đó. Họ không hiểu mẹ họ ở đâu có tới họ đặt luôn. Xin chào quý vị, hầm A Ròn 1, có nghĩa đi vô trong tí nữa có A Ròn 2. Trong này năm trước tôi đi ngang, bò nó chui vô đây nó ngủ, nó ỉa cứt tùm lum á, chó dí tôi ghê. Năm này chắc được dọn dẹp rồi.
cái xe tôi, cái xe Winner này, một trong những điểm yếu là quý vị biết chưa, đèn quá mờ đó, tôi pha đèn lên mà tôi đi tôi không thấy gì, tôi thui. Chắc về phải gắn một cái cặp đèn bi 2,5 triệu nữa để nó gom sáng. Dù biết rằng là nếu mà đi đêm mà gặp là công an giao thông phạt, nhưng bây giờ nó tối vậy sao đi quý vị, quý vị thấy không, quá tệ luôn. Cái xe này tôi đi cái gì tôi thấy cũng hài lòng với nó, từ tốc độ rồi đề ba rồi mạnh rồi tiết kiệm xăng, riêng cái dàn đèn quá đẹp, phải thay thôi, không đường nào khác, pha đèn lên luôn chả thấy gì. Mà tôi là tôi cần nó tối lại à, mưa là tôi ghét đi đó, qua bên này đèo A rồi năm ngoái cũng tôi có làm một cái video clip về cái đường Trường Sơn Tây này, tôi có nói cái gì á là nếu muốn biết về rừng Trường Sơn như thế nào thì quẩy ba lô lên đường để nó muộn màng lắm, vài năm nữa phá rừng đúng thiệt. Năm nay tôi đi quay lại cái mảng rừng bên kia đã bị tàn phá ở dưới thấp, trong khi ở đây là có những cái hạt kiểm lâm đó nghe, cái chốt bảo vệ rừng đó quý vị, tiếu thiệt. Ở Việt Nam mà quý vị đi cái chỗ nào mà thấy đây đã đang sửa đường, thấy có kiểm lâm bảo vệ rừng là chỗ đó rừng bị phá banh hết đó. À, nó đập chứ không hiểu là người ta phá nhiều quá rồi mới ẩm tới đóng chốt, hay mới ẩm tới đóng chốt rồi phá thì tôi cũng không biết. Đây nè, năm ngoái tôi đứng ngay chỗ này đó, ngay chỗ cái bụi phía trước công công đó, đó. Đây ngay khúc này tôi làm video về rừng đó, ngay chỗ này nè đó, tôi đi tới đây là cái hầm Aron 2 rồi quý vị, hầm này nó sáng sủa hơn, tôi đi tôi nhớ vậy đó. Đúng rồi đó, phía trước mà tôi hay gọi là đặc sản đường Hồ Chí Minh đó, là bò, cứt bò anh chui vô đây, anh chui vô đây anh ngủ nữa quý vị, nãy tùm lum trong này nè, ở ngoài luôn đó, anh nằm ngông nghênh. Cán bộ cho em đi qua coi, lãnh đạo cho em đi qua coi. Ừ, xin chào, chúc các đồng chí ăn no chóng khỏe. Anh này sao VIP à? Ô bình tĩnh con, thấy tôi chạy anh dắp té luôn. Ồ, tưởng anh đứng một mình, tưởng anh là lãnh đạo cấp cao, ai ngờ níu bóng vía chạy cái sụp giờ luôn, đi không nổi luôn. Có cái chốt bảo vệ rừng nè, nó đập cái đó đó, thấy không, phá nè, tàn. Năm ngoái cái khu này tôi đi vẫn còn rừng mát. Ồ, dưới đó có cây đẹp ghê luôn, xíu thôi. Ai muốn biết rừng thì hãy quẩy vali lên đi, ba lô lên đi nhanh. Mỗi năm bị phá một mớ, không còn đâu. Cái đường này tôi không có quay toàn tập, lý do tôi đã quay trong cái cung đường Trường Sơn Tây rồi nghe quý vị. Quý vị muốn coi rõ chi tiết thì vô cái kênh của tôi á, tìm nhanh là vô cái danh sách phát á, nó có cái đường Trường Sơn, nó đủ đó, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, không thiếu một cái đường nào. Tôi đi năm ngoái, năm này là có duyên đi lại, dự định là từ A Lưới đó định hướng xuống Quảng Ngãi, không ngờ ông phải bắt chạy vô túc trong này đó quý vị, không thấy cây nó ra lá đẹp ghê không? Năm ngoái tôi đi mùa này ra đỏ luôn quý vị,
xuống dốc này thì không có gì nguy hiểm, chạy thận trọng tí sợ xe nó lên thôi quý vị. Đường khúc này là vắng nhất nè, khúc này là khúc vắng nhất cung đường Trường Sơn Tây. Ai đi thì cẩn thận đổ xăng. Hồi sáng tôi dự định là tới cái quốc lộ gì đó mà chịu km chỉ đổ xăng, tôi nó còn hai móc, tôi chạy giờ nó báo xăng rồi, báo xăng lâu rồi. Nhưng mà tôi tính rồi, báo xăng còn 75 cây thì bèo lắm tôi ra A Tép còn có mấy chục cây nữa vẫn còn đổ, không sao á. Quý vị nhớ đổ xăng cái khúc này, mình nghỉ ngơi mình tới ngay thị trấn A Lưới đó là mình đổ. Cái đường này vắng à, vắng nhất á, không có người nha quý vị. Lâu lâu mới có người họ đi chơi, nắng này thì người ta đi núp trong rừng hết rồi, ta đi làm sớm rồi. Chạy một phát tới thị trấn Prao thuộc thôn A Grong, xã A Tiên, huyện Tây Giang đó quý vị. Nhân dịp tôi đi bao quanh cái chợ, một cái thị trấn nho nhỏ ở Đông Giang, Quảng Nam cho quý vị coi. Tôi cứ lộn giữa Đông Giang với Tây Giang ngoài. Ở đây là Đông Giang nha quý vị. Chạy vòng trước khi ra lại, chạy vòng trước khi ra lại đường Hồ Chí Minh đi vô Thành Mỹ. Thì trắng nhỏ nó vậy đó, đường nó còn lầy lội vậy đó. Cái này là hồi xưa gọi là Hiên nha quý vị, Đông Giang với Tây Giang Hiên. Bây giờ nó tách ra Đông Giang và Tây Giang. Tây Giang nghèo lắm, trong cái video năm ngoái tôi có làm á, năm ngoái tôi đi ngang tôi không khé cái thị trấn Prao này, cũng như không ghé cái thị trấn Thành Mỹ. Bây giờ đúng là có duyên để ghé, chút nữa tôi nói cái duyên cho quý vị coi nghe. Thị trấn Prao, Đông Giang. Huyện Đông Giang. Rồi, tiếp tục lên đường đi 42 cây tới nữa Thành Mỹ. Chị chạy vô đây, vô trong Thành Mỹ hả chị? Thành Mỹ chứ đi đâu? Rồi cảm ơn chị. Đi không phải đi mà vô cái thị trấn rau ăn xong rồi mất phương hướng. Chạy thẳng không? Quay ngược lại về thẳng không? Rồi cảm ơn chị. Dạ dạ dạ. Dạ. Vô trong đói bụng quá vô ăn xong cái mất phương hướng. Không bị lộn. Huyện Đông Giang. Rồi đi thẳng là vô Thành Mỹ. Tại sao lại đi Thành Mỹ? Cũng là một cái duyên luôn. Tại vì lúc trước tôi đi Thành Mỹ là dằn đó, là lúc đó tôi đi tới cổng trời Đông Giang là tôi quẹ xuống tôi chơi, là tôi tách xuống Đại Lộc luôn. Khi tôi đi từ A Lưới vô tới thị trấn Prao này, tôi định vị đi Quảng Ngãi thì tôi thấy là 200 cây trên vùng này, rồi nó chỉ ra quốc lộ, quốc lộ gì quên mất tiêu rồi, rồi nhập vô cái cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi rồi đi vô 200 cây. Trong khi tôi định vị từ đây đi xuống Thành Mỹ còn 40 mấy cây nữa, rồi từ Thành Mỹ tôi định vị đi Quảng Ngãi thì nhiều hơn 19 cây.
Cho nên tôi đi vô Thành Mỹ, xong tôi tới đó, tôi định vị tôi đi Quảng Ngãi. Tới đó thì tôi biết cái đường tắt đường Sơn Đông, nó nhiều đường để đi xuống các huyện của Quảng Nam, chạy ra quốc lộ 1 đi Quảng Ngãi. Còn cái đường này tôi không tin tưởng chị Google. Bà con lưu ý cho, từ Atec đi vô tới Đông Giang này, nhớ kiểm tra và đổ xăng cẩn thận. Lúc trước tôi nhớ là tại A Lưới có một cái xăng ven đường, nhỏ thôi nhưng có đầy đủ xăng để đổ. Năm nay tôi đi, khi cái xe tôi nó báo xăng á là tôi đã đi được một khúc rồi, mà khi nó báo xăng là còn 75 cây, tôi nghĩ là sẽ đủ. Nhưng không ngờ tôi tới Atep thì không có cái xăng, tôi phải tiếp tục chạy. Tại vì cái đường đó là cái đường vắng vẻ nhất của cái trường Sơn Tây này, những cái tạp quá nhỏ nhỏ cũng không có xăng lẻ luôn. Tôi ráng chạy vô cách thị trấn Brau 4 cây thì hết xăng. Tôi đón một anh nhỏ nhỏ lại, tôi thấy anh mang theo cái bình xịt cỏ. Tôi hỏi ảnh còn mấy cây nữa mới tới cái xăng đó, còn 4 cây nữa mới tới thị trấn. Tôi nói hết xăng rồi, ảnh rút đồ ngày ảnh ra, nó có một cái ống nhựa dài nè, ống mà người ta đi để người ta bơm xăng đó quý vị. Rồi ảnh hút cho tôi một ống vậy đó, đổ vô. Xong ảnh nói trong cái thị trấn Brau này cái xăng nó cũng khó tìm lắm, anh chạy theo em, anh chỉ cho. Rồi tôi chạy theo ảnh vô tới đúng cái xăng nó nằm ở trong cái thị trấn, nó nhỏ mà nằm trong cái đường nhỏ nữa. Xong tôi vô đó tôi đổ xăng và ăn trưa luôn, nghỉ trưa thoải mái rồi tiếp tục lên đường. Thành thử bà con quý vị nào đi từ Atep qua Đông Giang, lưu ý cho kiểm tra xăng cẩn thận. Từ khi tôi coi lại con tim mét á, thì từ A Lưới mà tôi tới thị trấn Brau là 106 cây, như vậy cái xe tôi nó chạy còn được 102 cây là nó hết xăng. Nhưng mà dắt 4 cây đuối nha quý vị. Phải giỡn đâu. Hên. Ăn trưa tại thị trấn Brau, vô kêu mì Quảng, hết mì Quảng, nhìn qua thấy bê thui, quất một dĩa bê thui, một dĩa bún là 110.000, bún 10.000, bê thui 10.000, à 100.000, ăn hết quý vị. Còn dư bún với lại 2-3 miếng bê thui nữa, ăn rất là ngon. Chấm mắm cái đặc sản Quảng Nam Đà Nẵng. Ồ, bên kia nó sạt lở cái gì đó không? Sạt lở ghê quá. Không phải, người ta làm một cái gì quý vị, ta làm cái gì trên đó đó, đó có cái đường người ta đưa xe lên người ta ủi luôn, ghê chưa? Núi cao gì đó mình ta vẫn làm được đó. Xã con dốc dài thường thược này là khô khốc là tới thị trấn Thành Mỹ nha quý vị. Cái cung đường Trường Sơn này thấy rất là nhiều cái khẩu hiệu làm bảng để trên núi đá, cháy rừng là thảm họa, phá rừng là tội ác, mà để gần mấy cái thủy điện đó chứ, đúng là không biết tự trọng. Người có lòng tự trọng không ai dám để gì hết. Mấy ông thủy điện phá rừng, dai phá rừng, phá rừng rất là nhiều đó. Ví dụ tôi biết gì không, đồi trọc không. Ồ, chỗ này cũng còn được cái thác nước hiếm thôi. Dữ lắm, không có thua gì mấy con đèo ngoài Tây Bắc đâu nha quý vị, nhưng nó chỉ là con dốc thôi.
để tôi vô tôi dùng tôi sử dụng nhờ chị Google Maps tôi định vị đi Quảng Ngãi coi bao nhiêu cây, còn nếu không khoái thì ở lại đây ngày mai đi có sao đâu, hoặc định hướng tới Quảng Ngãi thôi, còn tới đâu hay tới đó, chứ nó mưa là không đi được, làm biến đi lắm. Những cái đường gì đây, Hòa Cầm 60 cây, Khâm Đức 60 km, rồi đi Khâm Đức rồi. Cổng trời Đông Giang 37 cây là cái đường mà nãy mình từ đường Hồ Chí Minh mình chạy xuống đó. Sau khi ngồi uống nước mía tại cái chỗ mà hồi nãy mình rao 51 đường Hồ Chí Minh mới đi, cái chỗ nãy mà mình đây cái ngã ba này quẹo qua nè, tôi ngồi uống nước mía, tôi định vị Google Maps thì thấy ảnh chỉ cái đường đi gần nhất là huyện Nam Giang, hẹn gặp lại. Cái đường đi ngắn nhất là anh chỉ tôi đi lên hướng Khâm Đức, rồi tôi dòm thấy đi lăn quăng trên núi rồi mới đổ ra Quảng Ngãi là tôi thấy không ổn rồi. Giờ 3 giờ chiều rồi, đi La Cà ăn uống nghỉ ngơi quá 3 giờ chiều rồi mà bây giờ còn ở đây thì thử tôi không, tôi quyết định chọn đi xuống hướng quốc lộ 1A để quay vô Quảng Ngãi cho nó khỏe. Đi này lúc nãy thấy là nó chỉ theo cái quốc lộ 14B nè quý vị, chạy một tăng nữa mới tới được ba cái vùng đất của huyện Đại Lộc nữa quý vị. Nãy giờ đi qua cái xã Đại Hồng rồi Đại Đồng gì đó, ngã tư Ái Nghĩa à. Để vào ngã tư Ái Nghĩa cũng thuộc, đó là một cái thị trấn của huyện Đại Lộc đó quý vị. Tức là sau khi đi 36 cây trên quốc lộ 14B CT02, cái thị trấn Ái Nghĩa này tôi đi nhiều lần như quý vị, đi từ lúc chưa phát triển cho đến phát triển luôn. Cái quán cà phê đó là năm ngoái tôi ngồi tôi uống cà phê tôi nghỉ mệt. Rồi ghê quá, đi mấy chục ngàn cây số với chú nhìn là thấy sợ rồi. Chị Google giỏi quá, em Google giỏi quá, ngày mai cho lên giường tiếp, lên đường tiếp là dẫn ra được đường đi quốc lộ 1A thị trấn Vinh Điện, cao tốc ở trên kia quý vị. Cái chỗ tôi khen chị Google giỏi đó là Điện Quang, xã Điện Quang thuộc Điện Bàn quý vị. Tôi không đâm ra quốc lộ 1 ngay mà tôi lòn thành phố hay là thị xã Vĩnh Điện là tôi chơi nè. Bây giờ tôi mới ra nè, đây là quốc lộ 1 đây, chạy lên khúc nữa ngoài kia quốc lộ mới mấy cây thôi. Đây là quốc lộ 1, bây giờ mình thẳng tiến còn khoảng 110 cây nữa là tới Quảng Ngãi. Lên đường thôi. Trần Nhân Tông đi riêu cái thị xã, cái thành phố Vĩnh Điện cho quý vị coi, không biết lên thành phố hay thị xã không biết nữa, để tôi dòm coi. Tôi hay đi La Cà quý vị, thử đi lâu Google mà nó chỉ 4 tiếng tôi đi phải 6 tiếng nó đâu có trừ cho thời gian tôi La Cà vui chơi đâu. Thị trấn Vĩnh Điện, thị trấn thôi nha quý vị, phường Vĩnh Điện. Thuộc cái thị xã Điện Bàn à.
quê hương anh Nguyễn Văn Trỗi đây, ôm mình đây, ôm mình dưới cầu Sài Gòn, giật mình để thủ tiêu McNamara, tuy nhiên không làm ăn gì được. Giờ mà ôm mình là giống cái gì quý vị? Giống Hồi giáo chứ không phải anh hùng đâu. Tại cái cầu Sài Gòn đâu phải riêng, đâu phải riêng ông McNamara, ông đi ngang qua đâu, bao nhiêu dân chúng đi rồi đi qua cái cầu, à, cầu Công Lý chứ, xin lỗi quý vị, cầu Công Lý ở Sài Gòn. Nếu mà giật nó nổ cầu Công Lý á, chết biết nhiêu người. Thị xã Điện Bàn, đoạn buổi chiều nhộn nhịp, chạy nháo nhào trên quốc lộ 1A cho quý vị qua chơi. Quốc lộ 1A cũng có những cái đẹp, đường có con lươn ngon lành, xe chạy ào ào, ghê không, xe chạy ghê quý vị. Cũng có những cánh đồng đẹp, tôi chưa biết giờ tôi tới đâu nữa, tôi đi là rà tôi coi tá lả, giờ như mới chưa tới Tam Kỳ, 19 cây nữa tới Tam Kỳ. À, bây giờ là 5 giờ, thích thì tôi ghé đi luôn Quảng Ngãi, không thì tôi ghé Tam Kỳ tôi ngủ, không thành vấn đề. Mình đi du lịch mà, mình cứ đi rà rà coi người coi cảnh coi qua rồi chơi, ghê không cái gì ơi. Quốc lộ 1, quốc lộ 1A, đường này đường Nguyễn Hoàng. Vui ra phát đó chứ, từ trên núi chạy xuống là một ai chạy đã thiệt, nhích cái lên 60-70 chạy sướng. Tôi lăn quăng trong cái khu Vĩnh Điện đó, tôi chơi vui, uống nước rồi uống cà phê rồi tá lạ. Chiều mình đi rong thông thả cho nó vui. Bây giờ thấy một quốc lộ 1 xe nó chạy ra, tôi đang chạy tốc độ có 47-48 thôi đó, chạy rà rà chơi cho nó vui đó, quay video đó. Đoạn này là còn 15 cây nữa là tới thành phố Tam Kỳ đó. Thành phố Tam Kỳ kính chào quái khách, chúc quý khách ở lại ăn cơm gà ngon lành. Chiều là thấy tối rồi, không giống như một số thành phố ở phía Bắc. Cơm phở, cơm gà, Tam Kỳ. Ồ, chúc cái này ăn được rồi. Tôi sẽ bục cái bụng minh đó. Ồ, huynh được cơm gà quá trời luôn. Quyết định ở lại Tam Kỳ nha quý vị. Làm biển đi Quảng Ngãi lắm, ở lại ăn cơm gà. Đâu phải có dịp để ăn cơm gà. Bùng minh trung tâm thành phố Tam Kỳ. Tôi cũng kính chào quý khách luôn.